Mến chào quý vị, Phương Thúy rất vinh dự khi luôn được đồng hành cùng với quý vị để cùng đón xem bản tin thời sự trên kênh Tin Mới, bản tin cập nhật những tin tức nóng nhất, chính xác nhất về tình hình an ninh trật tự và xã hội diễn ra trong ngày. Ngay sau đây sẽ là những tin chính được phát trong chương trình ngày hôm nay. Bản tin lũ lụt Trung Quốc mới nhất ngày 10 tháng 9 năm 2023. Thưa quý vị, lũ lụt đã xảy ra tại nhiều nơi ở miền Nam Trung Quốc. Đoạn video đăng tải trên mạng cho thấy lũ lụt ở Đồng Nhân, Quý Châu tràn trên đường phố, nhiều phương tiện bị ngập, một số người phải nhảy khỏi xe để thoát thân. Thành phố cổ Phượng Hoàng ở Hồ Nam bị ngập lụt. Lũ lụt xảy ra tại nhiều nơi ở miền Nam Trung Quốc. Và Cục Khí tượng Trung ương đã đưa ra cảnh báo bão màu vàng vào ngày 9 tháng 9. Đoạn video được đăng tải trên mạng cho thấy nước lũ ở Đồng Nhân, Quý Châu đang ào ạt trên đường phố, nhiều phương tiện bị ngập, một số người đã nhảy khỏi xe để thoát thân. Lượng mưa khiến mực nước sông Dương Tử dâng cao, biến bãi sông Vũ Hán thành bãi tắm. Và một ngày trước đó đã có mưa bão lớn ở Thành Đô ở Tứ Xuyên, Khuynan ở Quý Châu, Chenzhou ở Hồ Nam, Gansu ở Giang Tây, Quế Lâm ở Quảng Tây, Huệ Châu ở Quảng Đông và mưa cực lớn ở Liễu Châu ở Quảng Tây và Sơn Vĩ ở Quảng Đông. Ngày 9 tháng 9, Cục Khí tượng Trung ương đã nâng cấp ứng phó khẩn cấp với mưa lớn lên cấp 3, cảnh báo 6 tỉnh khu vực gồm Chiết Giang, Phúc Kiến, Quảng Tây, Quảng Đông sẽ có mưa lớn. Lượng mưa tích lũy ở một số khu vực có thể lên tới 100-200mm. Từ ngày đầu tháng, mưa lớn đã xảy ra tại nhiều nơi ở Quý Châu, gây ra lũ lụt. Video trực tuyến cho thấy, vào 2 ngày trước, Tongren, Guju, nước tràn vào khu đô thị, mọi người vội vã trên đường phố tìm đường về nhà. Một số người dân đã quay video và hét lên, Chúa ơi, hãy nhìn mưa rơi. Lượng mưa khiến các con sông ở một số khu vực bị dâng cao. Đường xá bị sập và đất trồng trọt bị ngập lụt. Một số xe tải, ô tô con bị ngập quá nóc, một số người dân phải nhảy xuống thoát thân. Video cho thấy một đường hầm ở Quý Châu bị ngập trong nước lũ. Những người quay phim nói, không xe nào vượt qua được. Cục Khí tượng Hồ Bắc đưa tin, mây dày đặc bao phủ bầu trời Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, mây cuộn, có nơi mưa vừa đến mưa to. Dự báo từ chiều tối ngày 9 tháng 9 đến ngày 10 tháng 9, trên địa bàn toàn thành phố sẽ có mưa vừa đến mưa to cục bộ kèm theo đối lưu mạnh như sấm sét, mưa to trong thời gian ngắn và gió giật mạnh. Lượng mưa đã khiến mực nước đoạn Vũ Hán trên sông Dương Tử tiếp tục dâng cao. Một số vùng trũng thấp hơn ở bãi sông Hán Khẩu đã bị nhấn chìm trong nước sông và bãi sông trở thành bãi biển. Nhiều nơi ở Hồ Nam đã có mưa bão. Một cư dân mạng đã đăng trên Weibo một đoạn video nói rằng làng Uma 2 ở Trường Đức đã bị ngập lụt. Một đoạn video khác cho thấy một vụ lở đất do mưa lớn gây ra ở một nơi nào đó ở Hồ Nam với những ngôi nhà bị cuốn trôi và cảnh tượng lộn xộn. Từ mấy ngày nay, tỉnh Jiangxi ở tỉnh Hồ Nam đã bị ảnh hưởng bởi lũ lụt. Theo thông báo của thời tiết Hồ Nam, 6 trạm quan sát ở huyện Phượng Hoàng đã trải qua mưa bão lớn. Lượng mưa tối đa là 246,5mm ở thị trấn Du Li, thị trấn Liêu Gia Kiều. Lượng mưa lớn khiến sông Phen Hoang Tu Giang dâng cao, lũ tràn bờ sông tràn vào nhà dân, thành cổ Phen Hoang bị ngập cục bộ, nhiều tuyến phố trong thành phố cũng bị tích nước ở nhiều mức độ khác nhau. An Huy cũng đã trải qua mưa lớn. Cục Khí tượng An Huy đã công bố tin tức vào ngày 10 tháng 9. Tính đến 18 giờ ngày 10 tháng 9, Lu'an, Phen Hoang, Uhe, Bangbu và Haiyuan đã phát tín hiệu cảnh báo mưa bão màu đỏ, yêu cầu người dân địa phương cần đề phòng. Bị ảnh hưởng bởi lượng mưa lớn liên tục và trên diện rộng trong những ngày qua, mực nước của lưu vực sông Châu Giang ở Quảng Châu đã dâng cao một cách bất ngờ. Theo tin tức do Cục Thủy văn tỉnh Quảng Đông công bố, trong khoảng thời gian từ 11 giờ đến 12 giờ ngày 9 tháng 9, một số trạm thủy văn ở Quảng Châu đã có mực nước dâng cao lần đầu tiên trong 50 năm qua và một lần trong 100 năm ở tỉnh này. Cùng ngày, do ảnh hưởng bởi mực nước dâng cao, lũ lụt quy mô lớn đã xảy ra ở cả hai bên bờ sông Châu Giang ở Quảng Châu và các con đường cũng bị đình chỉ do bị ngập nặng. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2009 ở Tây Giang, Bắc Giang và Hán Giang, lũ lụt xảy ra cùng một lúc. Một lưu lượng lớn nước lũ đổ về hạ lưu khiến mực nước sông Châu Giang ở Quảng Châu và ở Phật Sơn dâng cao. Theo Hồng Kông Wenwu.com, vào lúc 10 giờ sáng ngày 9 tháng 9, có thể thấy trên đường Yanjiang Mide, Quảng Châu, một số lượng lớn bèo từ thượng nguồn sông Châu Giang trôi xuống và mực nước tăng nhanh chóng.
đến khoảng 11 giờ 30 phút sáng, chỉ trong hơn 1 giờ đồng hồ, mực nước sông Châu Giang đã dâng hơn 1 mét. Dưới chân cầu Hai Du ở Quảng Châu, lũ đã phá vỡ những viên gạch xi măng trên mặt đất và tràn vào đường An Giang. Một số tuyến đường có nền tương đối mỏng manh bị ngập sâu hơn nửa mét, chẳng khác nào xả lũ. Chỉ trong vòng chưa đầy nửa giờ, độ sâu ngập lụt của nhiều đoạn trên đường An Giang Middle Road đã vượt quá 30 cm. Có nhiều phương tiện lội nước, nước lũ ngập nửa bánh xe. Các nhân viên giao thông vận tải Quảng Châu, quản lý đô thị, sửa chữa khẩn cấp các thành phố và các bộ phận khác nhau bắt đầu làm việc ở đoạn đường bị ngập, chặn nước bằng bao cát và cấm người đi bộ và phương tiện di chuyển tại khu vực này. Tại ga tàu điện ngầm Haiju Square, một số nhân viên nhà ga đã xuất hiện ở lối ra để theo dõi mực nước và thực hiện các biện pháp đóng cửa bất cứ lúc nào. Ông Chen, công dân Quảng Châu cho biết, mỗi năm hoặc 1-2 lần, nước từ sông Châu Giang tràn vào khu vực đô thị ở Quảng Châu, nhưng năm nay đặc biệt rõ ràng là rất nhiều nước. Theo bộ phận Thủy văn, mực nước sông Châu Giang sẽ vượt quá mức cảnh báo vào ban ngày và mực nước chiều cao nhất 1,1m trên đường. Cảnh báo sẽ xuất hiện ở khu vực đô thị trung tâm của Quảng Châu. Kể từ 11 giờ 30 phút trở đi là một lần trong một thế kỷ. Nước sâu 2,61m và vào lúc 12 giờ 30 phút, mực nước chiều cao nhất sẽ là 2,9m. Theo dự báo của Cục Khí tượng Thủy văn, trong tuần tới tiếp tục có mưa lớn trên lưu vực, mực nước các sông lớn sẽ lên trở lại. Sau khi mực nước rút, lũ có thể xuất hiện trở lại. Thưa quý vị, một trận lở đất ở huyện Chenku, Trùng Khánh tạo thành dòng chảy lũ chậm từ một hồ đập. Vào ngày 9 tháng 9, các nhân viên cứu hộ đã khảo sát địa điểm xảy ra vụ lở đất. Vào khoảng 0 giờ 10 phút ngày hôm trước, một vụ sạt lở đất đã xảy ra theo hướng từ thị trấn Miao Ba, huyện Chenku, Trùng Khánh về quận Lị, chặn sông Liao Giang chảy qua thị trấn Miao Ba và tạo thành một hồ đập, đe dọa trực tiếp đến thị trấn Chenku, Thao Ti Miao Ba, Ping Ba và thị trấn Da Hu, thành phố Vạn Viên, tỉnh Tứ Xuyên và các thị trấn khác cũng như các làng và cộng đồng lân cận. Hiện hàng chục nghìn người dân trong vùng ảnh hưởng của hồ đập đã được di rời hoàn toàn. Tin tức mới nhất từ Ban tuyên truyền Trùng Khánh Chenku cho biết, hồ đập địa phương sông Lu Giang đã được cho nổ lần thứ hai vào ngày 9 tháng 9 để giải phóng lũ lụt. Hiện nay, vật liệu đang được lắp đặt tại hiện trường cứu hộ, thời gian nổ mìn chính xác vẫn chưa được xác định. Jiao Yong, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên nước đã đến thị trấn Miao Ba và đang thảo luận tại chỗ về kế hoạch nổ mìn lần thứ hai cho hồ đập. Vào khoảng 21 giờ tối ngày hôm trước, các bộ phận liên quan đã tiến hành nổ mìn xả lũ lần đầu tiên của hồ đập ở thị trấn Miao Ba. Lưu lượng xả lũ tăng từ 60 mét khối mỗi giây trước khi nổ mìn lên 70 mét khối trên giây. Đến nay, mực nước hồ đập đã giảm từ 15 mét trước khi nổ mìn xuống còn khoảng 9 mét. Theo tin tức mới nhất tại hiện trường, Jiao Yong, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên nước đã đến thị trấn Miao Ba và đang thảo luận về kế hoạch nổ mìn lần thứ hai cho hồ đập với các chuyên gia từ Văn phòng Quốc phòng và Phó Thị trưởng Trùng Khánh Liu Sipu. Phóng viên được biết thông tin liên lạc tại địa điểm cứu hộ đập sông Lu Giang đã được khôi phục, tuy nhiên con đường chính vận chuyển trên bộ vẫn đang trong tình trạng gián đoạn do lũ lụt. Nhiều người cứu hộ chỉ có thể đi bằng thuyền xung kích và thiết bị đào và vận chuyển quy mô lớn vào công trường để loại trừ rủi ro bị ảnh hưởng ở một mức độ nào đó. Cho đến thời điểm hiện tại, tất cả các máy xúc được huy động từ Chenku và các quận huyện xung quanh tại hiện trường cứu hộ đã được triển khai và công việc xây dựng đã bắt đầu. Theo dự báo của Cục Khí tượng, từ ngày 10 tháng 9 tại khu vực sông Lưu Giang sẽ có mưa lớn, có thể hình thành lũ và đe dọa an toàn thân đập. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi, vui lòng ấn like, đăng ký kênh cũng như bật chuông thông báo để có thể nhận được những tin tức cập nhật nhanh nhất, chính xác nhất từ kênh Tin Mới. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.